Em chào cô Huyền, cô Trang và tất cả các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Như chia sẻ giống như nãy giờ, giống như các bạn đúng không Đúng rồi, em kể câu chuyện của mình đi và mình chia sẻ với nhau những cái điều mình tâm đắc và cái sự thay đổi của mình trong khóa học này và cần sự hỗ trợ gì. Và sau đó thì cô Trang kết thúc thì cô Trang sẽ tổng kết lại là cái bài thi của các bạn cô Trang đã đến đâu rồi để cho các bạn ấy đỡ lo xem yên có bạn nào có thi lại không. tâm. Cơ duyên để em đến với Montessori á là cũng nhờ chị chủ trương. Chị chủ trương đã gợi mở và tạo điều kiện cho em có được cái khóa học này và em được gặp gỡ các cô. Trước đó thì bản thân của em ấy là một phần là vì nghề nghiệp và một phần là mình đã có con nhỏ nên em vẫn hay trăn trở là làm thế nào để đem lại những cái giá trị của mình và truyền cho các cháu và xây dựng một cái thế hệ mầm non mà được hạnh phúc và được tôn trọng và nói chung là nó khác so với cái thế hệ mầm non mà như ngày xưa là của em hay là của các anh chị trước em. Cô nghe không cô? Dạ, có nghe, có nghe. Em nói đi. Điều mà em tâm đắc nhất ở trong phương pháp Montessori á là thật sự là em tâm đắc rất là nhiều. Tâm đắc rất là nhiều cái tại do so với môi trường truyền thống ấy, mình bắt gặp ở môi trường Montessori rất là nhiều cái mới mẻ. Và cái tâm đắc của em đó là cái sự tôn trọng trẻ. Trẻ ở trong môi trường trường Montessori là được sống là chính mình. Nhờ như vậy thì cháu có thể mạnh dạn hơn và những kỹ năng hay những kiến thức của cháu sẽ dễ được bộc lộ hơn, hay là những tiềm năng của cháu nó dễ bị bộc lộ hơn, nó không bị áp đặt giống như ở bên môi trường truyền thống.